bây giờ dám ngủ không? Ngủ đâu có được đâu, đi làm về mệt muốn chết rồi, tắm rửa rồi thì ăn cơm, rồi vợ chồng ăn cơm rồi bắt đầu ngồi chọc móc dòm vậy thôi. Dòm về học trên nhà thôi, đâu có dòm dám dòm gì đâu. Hồi hộp nhỏ nó sập, lúc mình ngủ bên là ở nhà nó sập luôn hả cô hả? Đúng rồi đó, sợ sợ vậy đó. Trời ơi trời, sập cái đó là chết luôn á, chứ không phải chơi đâu. Tại giờ nó nứt hết trơn rồi, bây giờ cô có chỗ khác để ở không? Không, có chỗ nào cho nó có chỗ này. Sập tới nhà luôn rồi mọi người, không còn cái gì để mà. Nó nứt hết trơn rồi, giờ đâu có dám ngủ đâu. Còn dân chạy xe này kia, nó biết nó chạy cho nó khỏe nó thôi, còn mình nó đâu có biết đâu. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mình nghỉ lưng chút xíu, hơn ngày đêm bà thức vậy hết sao chịu nổi không? Kiếm chỗ nào nhà ta không đâu. Đi ra ngoài về quán đó nằm nghỉ lưng chút xíu chứ bà, ngày ngày đêm đêm cái này là mấy ngày rồi con? 4 ngày 5 ngày đó lúc. 4 ngày rồi đó hả? 4 ngày thức kèn luôn ha. Thức lên là đi làm, thức lên là đi làm. Vậy đó đó chị. Không được đâu, bây giờ con thông cảm cho con cái. Trời mưa vậy là không đi được rồi. Mưa tắm quá. Mưa vậy không đi được. Cái này là sập luôn á, là xe xuống là sập tới đó. Chỉnh cái đẩy qua đây giùm ai. Nhìn nhau vô đi mà. Không có đường qua. Mà qua thì cũng khổ cho cái chủ nhà. Lúc này đang mưa nha mọi người. Ngồi ngồi lên xe chị đứng là chị càng chết. Chị ngồi lên xe á. Ừ. Đừng có thắng nha. Không thắng hả? Ừ, bấm thắng đầu thắng đáy là chết à. Ừ, gà số thôi, gà số thôi. Vậy. Nghe nó thì ghê khổ. Quá sao nguy hiểm mọi người. Anh em ơi. Đó. Giờ anh leo lên á, anh chạy xuống luôn. Cái xe không á thì nói chung là tôi qua được rồi, nhưng mà ý là tôi muốn hỏi là gỡ gạo tôi chở đồ qua. Bây giờ tôi còn lượm mấy trăm ký gấp chuối, mấy trăm đại chuối cho mình bên 21 anh thôi. Tại vì anh chở ra đây đi rồi mình kính qua. Bên 21 ở đâu anh? Thằng này quẹo vô phải không? Quá căng rồi mọi người. Sập đến nỗi không còn đường đi luôn rồi. Sập vô tới nhà giờ cái lộ rồi. Còn cái đường chút xíu rồi. Mà đi cũng rất là nguy hiểm nha. Ở đó mà nó sập xuống đó thì lộn nhào ra đó luôn á mọi người. Bán còn cô rồi có cái lộ gì? Nhà là... này ngập đi là có một cái lộ đã như vậy là người dân người ta đã khổ lắm, khổ rồi. Dân khổ mà người đây khổ hơn cô không? Còn đường đi cô sẽ đi. Đây có ai mà khổ hơn bà bên đây không? Vợ vô tới nhà rồi. Bây giờ anh chịu khó vô cái vỏ hai người ginh. Hai người ginh qua đây, dời qua đây thì đi được thôi chứ có gì đâu. Chứ còn bây giờ nếu chạy trên này nặng là nó sụp ùm xuống luôn. Ở trong đó là hỏng rồi đó là đất là xuống hết trơn rồi đó, còn chỉ là làm gạch này ở trên vậy thôi chứ còn đâu được. Cái gì lộn nó cứ sập nó chà lộn đó là có nạn là mệt luôn. Nói tôi nói bây giờ cái đường này bây giờ là đi đường này rồi sập là mấy tụi con ra tiền các nhà ta mở cho đi sập bậy mẹ nó. Bây giờ là tiền bạc đâu mà làm nổi. Ừ, ông không qua thì ông cho tôi qua đi. Rồi chạy đi, chạy hết ga lỡ lên à. Ờ, giờ vô số 1 nha. Mở lên. Rồi, quá nguy hiểm luôn. Rồi. Ghê quá. Mưa tới nữa mọi người. Đất nó sẽ mềm bị sụp nữa. Đi không rồi. Đó đi là khó. Đẩy xe gùa nè. Dạ cái cọng dây đó gỡ ra luôn đi, gỡ cọng dây ra luôn đi em trai. Ừ.
Rồi ráng đi đi anh trai ơi, quá trời khổ rồi. Hết đường hết xá để đi rồi. Đi xuống thì dễ mà lên khó, nó dốc. Không biết chị. Dạ. Trong đó sụp nữa hay gì? Trời, sụp tùm lum hết trơn vậy. Kỳ lạ vậy ta. Giờ là hết cái lộ nha mọi người, thì bà con không thể nào đi được, phải đi lòn phía trong đó. Thiệt tình không hiểu chuyện gì xảy ra nha mọi người. Đất đang yên đang lành tự nhiên mà phải chi có mưa có lũ ha, có mưa có lũ á, như ở dưới sông này lũ á, nó chảy quá trời thì đất này có thể sụp. Mình tin được ha mọi người. Đoạn này là tháng khô không có giọt mưa, mới giọt mưa đầu mùa là tự nhiên là sụp ầm ầm hàng chục khúc đoạn đường vậy nè mọi người. Nè. Đó. Đúng là gớt nè. Đó. Ở đây nó chuẩn bị nước nè mọi người. Sắp vừa gớt ra nè. Đó. Ghê thiệt. Cái hàm này là sẽ sụp xuống đây nữa nha mọi người. Lúc mà con học gì ở đây để chơi giải quyết sâu giờ luôn, phải giải quyết cái xe mình đi ra mát rồi đó. Học về. Giờ mình đứng phía trong nè nha mọi người, phía trong này ở ngoài căng lại để thông hơi bà con, ta không biết ta đi vô rất là nguy hiểm ở trong cái hố sâu ha. Nước bự ra luôn rồi nè. Nó nứt cơ tờ hở ra từ từ là nó ập xuống luôn à. Thì mẹ cái dưới chân nó đâu có đâu, dưới chân kia đâu có chấp lọc. Ờ. Xé tới đây nè. Chân xé nè. Đâu phải nứt cái đó đâu. Giờ hở ra nè, nãy đâu có đâu. Nè. Bây giờ nó chạy từ từ luôn. Có bệnh đây đứng với mấy bạn nó hở xuống rồi. Hở ra nè, nãy đâu có đâu. Mới nãy nó chút xíu à. Vòng xíu là bự nữa. Như cái này mình khắc phục thì đổ đá lên thêm chứ sao ta? Không được, đổ kiểu nào nó mất tiền hết trơn. Vậy hả? Làm mấy ngày luôn á. Chứ làm người dân sinh trong đây cho đi đỡ thôi, rồi những nguồn nước lên nó xếp mình mới tiến hành làm luôn. Mua ba cái dây chì gạo ngoài đó, đóng hải đó. Không chịu nổi đâu, trên kia kè đổ giống từ bên con sạc kìa, trong km 26 giống kìa. Giống giống 30 mét chứ á. Trời ơi. Gây đâu từ 20-30 luôn đó. 20-30 mà giọng xuống 30-40 mét mà vẫn còn lỡ đó hả? Nó nén khí xuống á chứ không phải con giọng bình thường. Dạ. Giọng mà nén khí mà còn không chịu nổi luôn hả? Trời ơi. Dạ cậu đá anh luôn, rồi cậu đá anh đốt dậy dậy với em không? Dạ mấy cái đường này mấy anh làm không hả? Đây chỉ quản lý thôi. Là không phải tại chỗ này không nha mọi người, còn rất là nhiều chỗ luôn. Chỗ rồi dài dưới 16 dài nhóc luôn, chạy thì biết cái gì. Dưới 16 chỗ nhận hướng xã em đúng rồi. Cái này dưới thì hết là hai xã, tại vì xã Minh Thuận với xã Minh Bắc là khu này. Xã kia là chứ mà xã gì? Minh Thuận. Anh là Minh Bắc, cũng là quận Tân Bình, tỉnh Kiên Giang luôn. Chỗ đó gớt là hết đi luôn, vô bác thằng ba luôn rồi. Ủa ai? Ủa Bích hả? Đó mà Hiếu, ông Hiếu thì thấy á. Đi xuống lần này nè. Đứng luôn nhìn luôn cái sao. Giờ gây ách tắc giao thông luôn nha mọi người, không có lối để đi luôn nè. Bà con đi rất là khó khăn nha. À, giờ quá trời.
thì ở phía trên cũng trời sắp mưa đó nghe mọi người. Phải kiếm cây đèn trời sắp mưa nữa. Để đầu đắng không có được. Cái đường này sao không anh? Hả? Đường này sao? 60 cây. 60 cây số sạt lở hả? Có giáp. Không, cái tuyến đường này dài á. 60 cây. À. Ờ ghê vậy. Quá nhựa mà đứng trên đây chảy ra luôn này trời. Bây giờ mình lấy giò mình đạp lại đi luôn á. Sao kỳ vậy ta? Chảy ra luôn nè. Sao vậy? À, dính luôn nè. Sao kỳ vậy? Nóng quá. Dính giáp luôn nè. Hay là có hơi nóng như lòng đất bốc lên không? Ờ có thể ở dưới nó nóng á. Đạp dính giáp luôn đi, dở ra cái lột cho giật mình chứ. Ờ hiện tại thấy là trời mát nha, không có nắng mà sao lại nó nhựa nó chảy ra vậy? Nắng nóng nó chảy nhựa. Nóng không? Nè chảy ra luôn nè. Kỳ vậy, chỗ khác đâu chảy đúng không? Có khi nào dưới đất mình nó nóng không chú? Mà sao biết được chứ thủ ơi, dưới đầu đất sao biết được. Quá kinh khủng rồi. Đứng đây mà dở cái giò đứng nè. Ừ. Dính nữa nè. Chảy luôn ơi. Kỳ gì? Kỳ gì? Đạp ra dính đi gọt gọt chứ. Hiện tượng rất là lạ mọi người. Đó, rồi lúng lúng xuống luôn nè. Có gì có tay bóp còn mềm nữa nè, chảy ra nè, nè. Kỳ vậy đó. Nè. Có khi nào núi lửa ở dưới nó phở sẽ sạn phật lên không? Khủng gì ta, cái này không biết được. Chuyện này quá trời kinh hoàng lạ kỳ nha. Nãy giờ có mình lên chú phát hiện đầu tiên lúc, chứ ai lúc đâu mà con có chú, con ghi hình ở dưới Cà Mau á, có đoạn đường tụt, không chú đó, ông lại ông xem, ông nói là có cái hơi nóng ở dưới bừng lên, đứng không chịu nổi. Ngồi vậy? Ở Cà Mau nha. Ờ. Ở đây mình không biết sao. Dạ. Quá trời luôn. Chuyện lạ ha mọi người. Chuyện lạ là thiệt chứ, đậu một khúc đạn không có rồi, nhà cứ chụp được có, à. Mát đi chứ. Lẽ là một cái dính nóng lên, cái kia đó mà chuyện thể. Cái hơi nóng lên. Vậy là có thể là ở dưới đất này nó nóng lắm à. Cái hơi nóng nó bốc lên. Sao mà cái cây đó ngã xuống mà không nghiêng, nào đứt sững mới hay được cái cây đó. Nó lúng mà, lúng xuống chứ nào mà nó sạc. Cái mà cái hiện tượng sụp này nó giống như là núi lửa vậy. Đất ở dưới nó không có chân á mọi người. Y như là ở khu vực núi lửa vậy mọi người. Alo. Đất này thì nó tự nhiên sập cho mình, giờ mình xô nó không xéo cửa không xuống nữa ha mọi người. Ngày hôm qua mới trận mưa đầu mùa nha mọi người. Thì cái lộ này chưa sụp xuống nè, thì mới hồi sáng này thôi thấy tự nhiên thấy vết nứt nha mọi người. Vết nứt thì mới hồi sáng này khoảng không biết khoảng bao lâu nữa để mình hỏi bà con thôi. Bé ơi, biết ở đây nó sụp vết nào không bé? Dạ, sụp hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng bây giờ hiện tại ha. Dạ, hiện tại bây giờ như mấy giờ ta? coi giờ cái này rất là lạ ha. 1:19 hả? Vậy là khoảng 12 giờ ha, chắc sụp khoảng 12 giờ đó. Thì ngày hôm qua có một đám mưa là đầu mùa nha mọi người, thì bất ngờ thì vết nứt bắt đầu xuất hiện nè. Rồi thì cái hố sụp này là sụp mới chát luôn mọi người, sụp lúc khoảng 12 giờ mấy mà mọi người, 1 giờ. Rồi bây giờ bà con rất là đông nha, ra để xem hiện tượng lạ nè. Đó. Rồi với mấy chú chủ nhà nè, ban cái đường để cho xe bà con ta đi vô đó mọi người. YouTube thì bao đâm luôn. Đó, bây giờ phải đi cái đường trong nè. Giờ báo bà con mình nghe cái vụ sạt lở này thì nó thường xuyên hay rồi. Bây giờ biết chỗ vậy là được rồi. Không nên trả lời. Tại vì này tôi cũng đang báo cho chỗ này. Thì vừa qua đó có mấy cái tay YouTube đó cũng có phỏng vấn hướng dẫn bà con trả lời cách mà giống như là nói là chính quyền địa phương ở khu vực này là không lo cho dân á, cho nên là ở dân xã người ta cũng đang nghiên cứu cái vấn đề này. Thì bà con mình mấy chỗ anh YouTube nằm đây cũng có phỏng vấn bà con cũng đi tới trả lời. Còn khi nào mà có bên xã bên huyện rồi xuống đi đổ đi đổ đi không, mình hỏi chỉ những chuyện sự thật thôi mà anh. Nó sập chỗ này vậy rồi còn chỗ nào nữa không chú? Bển nữa hả? Cái này sập hồi nào vậy chú? Bữa
4 bữa hả? 4 bữa thì nhất chiều lúc 7 giờ. 7 giờ là tự nhiên sụp xuống ầm luôn vậy hả? Tự nhiên xuống vậy. Dạ, trời trời. Đó, đó trước rồi kéo dài dài, bữa này chưa sụp, bữa sau nó chạy xe ba gác đó. Ờ. Sụp xuống cỡ đó luôn. Rồi gớt xe xuống luôn à? Xe không có gớt, vì không có xe mãi. Vậy ha. Ờ trời, nó sụp. Nó chết luôn rồi. Mình không hiểu nguyên do sao mà nó sập dữ vậy ta. Ừ. Cái lúc nó sập nó có nghe cắt cắt à. Nghe cắt 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 vậy đó. Giống như trời mưa. Mình trời mưa ở trong nhà nghe như trời mưa vậy đó. Dạ. Hồi mới đi ra thấy hai ba người xe kéo rồi với chở chuối đó. Dạ. Mới múc cái bông này nè. Dạ. Sao mấy ông múc bông tôi vậy? Tắt chẳng quá đó. Đi rồi trời mới xuống dòm xuống nó xuống rồi. Dạ. Xuống rồi lúc 7 giờ đậu sụp dạ. Là nghe gắt 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 là nó sụp vô xuống nguyên cái đống lượng hả chú? Nguyên cái đậu này nó trên đoạn này nè. Có tiếng nổ gì không chú? Không, nó gắt gắt nó xuống luôn rồi. Đi xuống im gu luôn hả? Im gu luôn rồi. Lúc cái là hết con lộ tới cửa nhà mình luôn hả chú? Tới luôn. Cái này là phía sau con lộ nè. Còn ngoài đó là cái lộ nha mọi người, và mấy sông ngoài kia luôn. Sập một cái kinh hoàng thiệt mọi người. Sập một cái là từ một khúc lộ luôn nghe tới cái cửa nhà luôn. Không nghe tiếng gì động hết trơn á. Từ nó xé luôn. Dạ. Rồi vô tới cái nhà mình của chú luôn rồi nè. Kỳ lạ quá mọi người. Cái này làm như nó. Cho con quay cái được không? Có ẩm mà. Quay cái cửa nhà mình. Nứt nhà mình nè. Dạ. Nó nứt ở trong nhà hả? Nó nứt ở trong này chạy ra nè con. Tắt hát, tắt giảm đi. Ta cho mượn cái thằng ba chạy dắt xe không phải không có được. Sợ chạy đi ngang nó động nó sập xuống nữa. Dạ. Bây giờ là nó tới mí luôn rồi, rất là nguy hiểm luôn. Trời, nó tự nhiên nó xuống vậy là không có không có nghe động gì hết trơn á. Hồi nãy tôi chạy ngang đằng kia kìa, nó đang gắt gắt nó sụp nữa đó. Vậy hả? Khúc dưới đó hả chùa cô? Chỗ 10 quán, gần 10 quán. Dạ dạ. Sao mà đất đai ở đây sao mà ghê quá trời ta. Bây giờ chưa có thấy bị gì hết. Bây giờ năm nay hồi nãy tôi đi tìm nhà ổng mà sụp đó, tôi không biết nhà ổng mà. Vậy hả? Sụp đi mở đâu biết nữa, nhà đâu nữa. Dạ. Tôi tính lại đây năn nỉ cậu đó cho đi qua. Bây giờ xe nặng nặng không dám đi qua nè mọi người. Sợ nó sụp xuống nữa, nặng á. Chết luôn rồi. Bây giờ chịu khó cho ấy thì đi ngang đây, chịu khó tắt dẫn đi. Dẫn đại đi, hai người đẩy xe dẫn đại đi. Chứ ginh xuống rồi sao nổi. Đẩy đi bình thường. Mình đẩy rồi đừng có chạy thôi, chạy nó sợ nó sụp xuống nữa. Nó rung rung rung, chạy rung rung á. Chịu khó dẫn đi. Dẫn. Bây giờ ai muốn vậy đâu. Rồi. Rồi một người dẫn cái xe rồi một người đẩy. Thì hồi đó tới giờ mình cũng chưa từng thấy cái tình trạng như vậy nha mọi người. Thí dụ như cặp mé sông sụp lở thì mình không nói ha. Lần này sụp giữa lộ luôn lên tới nhà luôn nè. Quá trời luôn rồi. Mới sụp đặng hả? Rồi rồi rồi. Cũng cặp đường luôn ha anh. Mày lộ luôn hả? Trời ơi. Bây giờ ở đây đất đây làm như là dưới nó không có chân vậy đó. Ừ. Thì ghê quá mọi người. Rất là nguy hiểm ha cái hàm coi nè. Như vậy mà nếu có động cái là nó sụp xuống nữa nè mọi người. Đó. Người ta ở dưới kia sụp cầm máy xong rồi không nói phải không? Còn này nó sụp lên nhà luôn rồi, lên trên đất liền luôn nè. Năm nay thiệt tình mình không hiểu cái chuyện gì xảy ra nha mọi người. Ghê quá. Đó. Đi xuống hồi nó sụp cái chết luôn đó. Cái dưới sông đó nó sâu không chú? Sâu. Thấy mặt đất hết trơn á.
Trên bụng nó thấy đó. À. Sụm đưa luôn nguyên cái bờ luôn mọi người. Cái này là cái sân nè, cặp sân cặp lộ nè. Bây giờ bà con đi ngang phải đi nhẹ nhẹ để dẫn rồi để thôi nó sụp nữa. Nứt cái nhà hết trơn rồi nè, nứt nhà của chú hết trơn nè mọi người. Chị nhưng mà lạ quá trời không biết. Con kia hả, nó chạy ngang sợ nó chết rồi khúc mùa qua nữa kìa. Dạ. Ở chảnh không có nước uống. Rồi ở dưới này thì nó sụp đất. Ờ đúng rồi. Dạ. Ở bên kia không có nước uống. Không có nước uống luôn. Ừ. Ở đây thì nó sụp đất vậy. Bây giờ là phải có cái giọt nước nghĩa tình nữa đó. Dạ. Quá trời quá đất. Mấy năm trời là... Ủa vậy là nó nứt trong nhà mình luôn hả? Nứt luôn. Chết rồi. Công kỹ cái nhà mình muốn chết mà cái này chết rồi. Đó là ngập nước mình. Nó còn thiếu cái nợ chưa trả nợ đủ nó bây giờ nhà. Còn phải nhà mình cả mấy sông sụp mình không nói đi. À. Trên mặt bằng nè. Này lên trên mặt bằng cái trên luôn à. Cắt được cái nhà mình muốn chết giờ nó xé nó nứt tượng nứt ra tới sau hè luôn. Ờ. Nứt ra tới sau hè cái dạng như nè nó gịch á. Dạ. Nó gịch cái nó đi hết cái nhà luôn. Cái nhà cũng phục rồi, nhà chừng cỡ 10 thước à. Bây giờ bà con đi ngang phải dẫn xe dẫn bộ nha mọi người, sợ đi động mạnh cái nó sụp xuống nguyên cái nhà này luôn á. Thì mình cũng nghe ở phía dưới kia cũng đang sụp nha mọi người. Thôi thì mình đi giờ mình chạy dưới để xem á. Giờ sụp cái mỹ lộ này là không còn cái lối để đi ha mọi người. Cũng nhanh nè, mới là sụp đây lên tới chỗ là nhanh hay quá. Dạ. Trong đó sụp nữa là gì? Rồi sụp tùm lum hết trơn vậy. Kỳ lạ vậy ta. Sụp bây giờ là hết cái lộ nha mọi người. Thì bà con không thể nào đi được, phải đi lòn phía trong. Đó. Thiệt tình không hiểu chuyện gì xảy ra nha mọi người. Đất đang yên đang lành tự nhiên mà phải chi có mưa có lũ ha. Có mưa có lũ á. Như cái ở dưới sông này lũ á, nó chảy quá trời thì đất này có thể sụp. Mình tin được ha mọi người. Đằng này là tháng khô. Tháng khô không có giọt mưa, mới giọt mưa đầu mùa là tự nhiên là sụp ầm ầm hàng chục khúc đoạn đường vậy đó mọi người. Nè. Đó. Đúng là gớt nè. Ở đây nó chuẩn bị nứt nè mọi người. Sắp chưa gớt ra nè. Đó. Ghê thiệt. Cái hàm này là sẽ sụp xuống đây nữa nha mọi người. Giờ mình đứng phía trong nè nha mọi người. Phía trong này ở ngoài căng lại để không thôi bà con ta không biết ta đi vô. Rất là nguy hiểm ở trong cái hố sâu ha.
nó nứt từ hở ra từ từ là nó ụp xuống luôn à. Cái xé nè. Không phải nứt cái đó đâu. Nứt hơn cái gan nè, nãy đâu có lận. Nè. Như cái này mình khắc phục thì đổ đá lên thêm chứ sao ta? Vậy hả? Mua cái chị gạo ngoài đó đóng hải đó không chịu nổi đâu, kè đổ giống từ mà con sạc kè không tiêm hết 26 giống kè giống 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 30 mét chứ đó. Trời ơi từ 20-30 20-30 mà giống xuống 30-40 mét mà vẫn còn lỡ đó hả? Nó nén khí xuống á chứ không phải giống bình thường. Giọng mà nén khí mà còn không chịu nổi luôn hả? Trời ơi. Dạ cậu đá nó luôn. Đá đổ dậy dậy như ngày một ngày. Dạ, mấy cái đường này mấy anh làm không hả? Không, cái đó là quản lý thôi. Cái quản lý. Cái bảo dưỡng mà tôi ngang ngang rồi sao đây? Bảo dưỡng là bấy lấy đá được. Là không phải tại chỗ này không nha mọi người, còn rất là nhiều chỗ luôn. Chỗ rồi dài dưới 16 dài nhất luôn, chạy thì biết cái gì. Dưới 16 chỗ nhận hướng cả em đúng rồi. Đó, cái này hết là hai xã, tại vì xã Minh Thuận, xã Minh Bắc là không không em này. Xã kia là chứ mà xã gì? Minh Thuận, Minh tỉnh Kiên Giang luôn. Tại vì trong cái lần điểm này có hai xã. Chỗ đó gớt là hết đi luôn, vô tới thằng ba luôn rồi. Ủa ai? Thằng Bích hả? Đó mà Hiếu, ông Hiếu thì sao giờ gây ách tắc giao thông luôn nha mọi người, không có lối để đi luôn nè, bà con đi rất là khó khăn nha. Thì ở phía trên cũng trời sắp mưa đó nha mọi người, trời sắp mưa nữa. Cái đường này sao không anh? Đường này sao không? 60 cây số sạt lở hả? Không, cái tuyến đường này dài á. Quá nhựa mà đứng trên đây chảy ra luôn này trời. Bây giờ mình lấy giò mình đạp lại đi luôn á. Sao kỳ vậy ta? Chảy ra luôn nè. Sao vậy? Dính luôn nè. Sao kỳ vậy? Dính dép luôn nè. Hay là có hơi nóng như nồng đất bốc lên không? Có thể ở dưới nó nóng á. Đạp dính dép luôn đi, dở cái gột chứ giật mình chứ. Hiện tại thấy là trời mát nha, không có nắng mà sao lại nó nhựa nó chảy ra vậy? Nắng nóng á chảy nhựa. Nóng không? Nè chảy ra luôn nè. Kỳ vậy, chỗ khác đâu chảy đúng không? Có khi nào dưới đất mình nó nóng không chú? Mình sao biết được chứ thôi ơi. Dưới lòng đất sao biết được. Đứng đây mà dở cái giò đi nè. Dính nó nè. Chảy vô ơi. Kỳ gì? Kỳ gì? Đạp lên dính cái gọc gọc với. Hiện tượng rất là lạ mọi người. Đó, rồi lúng lúng xuống luôn nè. Có gì có tay bóp con mềm nữa nè, chảy ra nè, nè. Kỳ vậy đó. Nè. Có khi nào núi lửa ở dưới nó phở sửa sạn Phật lên không? Khủng vậy ta, cái này không biết được. Chuyện này quá trời kinh hoàng lạ kỳ, nãy giờ có mình lên chú bác chị hiện đầu tiên chứ ai đâu có hiện. Chú, con ghi hình ở dưới Cà Mau á, có đoạn đường sụp. Không lợi không xem, không nói là có cái hơi nóng ở dưới phần lên đứng không chịu nổi ngồi vậy ở Cà Mau nha. Ở đây mình không biết sao. Quá trời luôn, chuyện lạ ha mọi người. Chuyện lạ thiệt chứ, đậu khúc khúc cảnh không có mà chắc sụp được có mát đi chứ chảy nhựa lẽ nào mà cứ dính nóng lên cái hơi kia đó có chuyện thể cái hơi nóng lên. Vậy là có thể là ở dưới đất này nó nóng lắm à, cái hơi nóng nó bốc lên sao mà cái cây đó ngã xuống mà không nghiêng nào đứt sững mới hay đó. Cái cây đó nó lúng mà lúng xuống chứ đâu phải nó sạt. Cái mà cái hiện tượng sụp này nó giống như là núi lửa vậy, đất ở dưới nó không có chân á mọi người, y như là ở khu vực núi lửa vậy mọi người. Alo, đất này thì nó tự nhiên sụp cho mình, giờ mình xô nó không xéo không xuống nữa ha mọi người. Quá xá rồi mọi người, sụp đất sụp nhà rồi cháy rừng.
thì năm Kha 2024 này không có thể nào mà tưởng tượng nha mọi người. Vừa cái sông như vậy mà tự nhiên mà đất nó sập nè, một cái sông không có xe ghe tàu chạy luôn đó, mà tự nhiên đất lại sập xuống vậy nè mọi người, sụp nguyên cái nhà xuống luôn à. Không còn gì chứ bây giờ con sợ dở toan nè mọi người. Thì còn cái nhà ở phía bên này cũng rất là nguy hiểm ha, sập đường nguyên cái móng nhà lên luôn mọi người. Khúc này thì lộ vẫn còn đi được ha mọi người, còn phần đi nè, còn phía trên kia thì bị sập tới nhà luôn, sập tới cái cửa nhà luôn, nên đi lại của bà con rất là khó khăn ha. Ở đây mình cũng thấy cây dừa rất là lạ ha mọi người, hồi dừa gì mà thấy trái không à. Rồi. Phía trên trồng cây dừa nè mọi người. Ở đây thì bà con nuôi tôm không nha mọi người, chứ không có trồng lúa. Tại vì ở đây thì nước mặn nha, nuôi tôm, trồng cây ăn trái rồi thôi mọi người. Ở đây thì xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì nói chung cái đường này là trên tuyến đường này là sập dài dài là hàng chục chỗ luôn. Rồi những khu vực khác thì rất là nhiều luôn ha mọi người. Ở đây thì sụp nguyên cái móng nhà xuống luôn nè mọi người. Bà con thì cũng dỡ là phần nhà lên hết nè, còn mấy miếng dán nè mọi người. Đây là sụp nguyên cái nhà luôn nè, trôi ra ngoài phía ngoài luôn mọi người, không rõ nguyên nhân luôn. Nó muốn sụp thì nó sụp dưới đó mọi người, có nơi là đóng 30-40 mét xuống dưới mà vẫn còn đất bùn chứ không có cứng để mà đóng cừ đó mọi người, để làm cái bờ kè, có nơi là bỏ tay luôn. Rồi thì cái nhà này đã sập đó, thì bà con cũng dời lên phía trên nè, để cất nhà trên này ha mọi người. Cất dưới nhà dưới mấy sông rất là nguy hiểm. Chấn động An Minh Bắc, xã huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì sập hàng loạt những căn nhà quen sông, quen lộ nha mọi người. Có những nơi sụp hết lộ vô tới phía trên nhà của người dân luôn, rất là nguy hiểm. Đây là một căn nhà của người dân đã sụp hoàn toàn xuống sông, nhưng mà sụp cái này thì nó còn gượng lại ở trên nè mọi người, không có nước mà vẫn sụp nha. Đó. Thì căn nhà này chỉ giá là 700 triệu nè mọi người. Đó, bà con mất chắc mất trắng đi 700 triệu. Thì bây giờ bà con dỡ phía trên nè, phần sắt, phần ton nè mọi người, dỡ đem lên. Đó. Bây giờ thì còn phần tường thì bỏ luôn rồi, không thể nào mà cứu vãn nổi mọi người. Sập xuống hết trơn luôn, sập hàng mét. Đó. Cỡ 22 mét luôn, sập xuống dưới mấy sông nè mọi người. Đây là cây cầu nha mọi người, sụp nó sụp là sụm bà chè hết trơn nè, banh chành hết trơn nè mọi người. Thì cái cầu này qua bên cái ấp An Ninh Bắc nè mọi người.
đất sập, bây giờ thì cái cầu này nó sụm và chè lại hết có sử dụng được luôn. Đó, bây giờ là cách ngăn đôi bờ luôn mọi người. Ghê quá, ghê cô chú anh chị ơi. Cái tình hình này á, mà gặp mình đi ngang á, mà nó sập xuống một cái có thể nguy hiểm tới tính mạng và chết người luôn á cô chú anh chị. Kinh hoàng quá. Chuyện này là không có thể nào tưởng tượng được. Giờ là nguyên một xã An Ninh Bắc sập hết trơn luôn. Chấn động luôn. Giờ là mình chạy xe ngang là có thể chết người luôn á cô chú anh chị. Rất là kinh khủng. Tình huống này là rất là ghê gớm luôn cô chú anh chị. Ở đây thì cái dạng sạt lở nhẹ nha mọi người. Thì người ta cũng có làm cái bờ rào nè để cho người dân tránh nha. Sập thì cũng nhẹ thôi. Thì ở đây cũng tiếp tục là một đoạn đường lộ sạt lở nha mọi người. Sạt lở một lần vậy là hết trơn cái lộ luôn. Có khúc thì phải vô nhà dân luôn á mọi người. Không có đường để cho xe chạy luôn. Thì khúc này thì ở đây thì sụp cũng mấy ngày á mọi người. Sụp banh chảnh chân nè. Thì đất bằng tự nhiên là sụp xuống á mọi người. Rất là kỳ lạ luôn. Thì bữa nay mình từ ở nhà mình ở An Giang nha mọi người. Nhà ở An Giang thì mình cũng ráng đi tới đây để review cho mọi người cùng xem những chuyện rất là lạ thường ha. Ở phía bên này thì bà con mình nuôi tôm nè mọi người, những vuông tôm. Ở xứ này là xứ nước mặn nha. Ở vuông tôm. Còn ở phía dưới này là đất cũng như là dùng đất này là đều dùng đất nước mặn nha mọi người. Đó. Mình không hiểu lý do gì mà tự nhiên là sập xuống mấy mét vậy nè mọi người. Đó. Thì ở trên này dòm xuống là tầm 2 mét nha. Rất là kỳ lạ luôn. Đó. Sụp lúng nữa cái đường lộ, bên cái nghiêng cái lộ xuống luôn ha. Đó. Mất tiêu một phần đất là mất tiêu một phần đất xuống luôn, xuống dưới luôn á mọi người. Phần đất này thì nó sụp mấy ngày nha mọi người. Thì bữa nay mình cũng được hay thì mình cũng lên đây để quay cho mọi người cùng xem. Tự nhiên là mất xuống một lỗ đất rất là sâu mọi người, như là dưới chân núi lửa vậy, không có cái chân đó mọi người. TV xin kính chào cô chú anh chị nha. Thì khúc này là bây giờ là lộ nó sụp dài dài đây ra tới ngoài lộ nha, sụp thì không còn gì chứ. Thì bây giờ sụp vô tới nhà dân luôn. Đó, bây giờ là ông chủ nhà ông cũng gầu gỉ luôn, nứt cả cái nhà luôn rồi mọi người. Phải chi mà ở dưới mé sông đó, thì có cái các nhà dưới mé sông sụp thì mà mình không nói ha. Với lại cái sông này không có sử dụng nha mọi người. Cái sông này chỉ là có cái sông để nước vậy thôi, chứ không có ghe xuồng hay là đi qua lại. Vậy mà tự nhiên mà bây giờ là đất nó sụp. Sụp xuống là khoảng 3 mét nha. Chỗ này là tầm 3 mét. Sụp sâu xuống luôn, tầm 3 mét là không còn một miếng đất nào ở trên nha. Sụp rất là sâu xuống luôn mọi người. Sụp nứt cả cái nhà của người dân luôn, vô tới trong nhà luôn mọi người.
bây giờ anh chủ nhà anh sợ sụp nữa nè, nứt gạch hết trơn ha. Đó. Bây giờ cái hàng tường cặp gào nứt ra luôn. Đó. Bây giờ buộc lòng phải dẫn xe đi qua từ từ nha mọi người, chứ không có dám cho chạy qua là sợ nó sụp xuống luôn, nó đưa nguyên cái nhà xuống luôn á mọi người, sâu ghê luôn mọi người. Đó. Thì ở đây thì bà con rất là lo sợ cái hố sâu này ha, không biết lý do gì mà tự nhiên là nó sụp xuống như vậy ha mọi người, không biết chuyện gì xảy ra. Cái đoạn này là sụp rất là dài ha. Đó, từ đằng đó đó mọi người, đây dài ở đằng này luôn, sụp nguyên hàng dừa ra ngoài sông luôn mọi người. Có hàng dừa cái chanh đâu này mọi người, mầm lồi ra sông luôn, kinh hồn. Sụp mất tiêu một phần đất luôn mọi người. Thì ở đây này thì nó sụp nha, nó sụp đó. Thì nó độn ra phía ngoài kia, ra ngoài đó đó mọi người. Ra ngoài đó thì nó phình lên một phần đất rất là cao luôn ha. Ghê chưa, cũng như là ở dưới cái lòng đất này nè. Chỉ là sình nhão thôi mọi người, sình nhão thôi. Thì khi cái đất trên này nó nặng quá nè, nó sụp xuống. Sụp xuống thì cái phần đất sình nhão ở dưới đó, đó, nó sẽ xì ra ngoài sông nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, ngoài đó là toàn là sình nhão không. Đó, bây giờ là một đường dài rất là dài luôn, thì bà con không thể nào mà đi qua được cái xe bốn bánh nha. Bây giờ xe Honda nè, xe Honda còn phải dẫn có khúc chạy được, khúc dẫn bộ nha mọi người. Rồi coi như vậy là sụp như vậy là cây sẽ chết luôn ha mọi người. Đó, động cái gốc không có cái mà đất không còn để mà nuôi dưỡng được cây nữa, cái dừa trái rụng luôn nha mọi người, coi như là cái dừa này chết hết trơn nè mọi người. Chuyện lạ không tin được mọi người, quá trời. Thì bà con đằng kia là phải chở đồ là ra đó để mà mới lên xe lớn được nha. Dạ thì cái tiếng lộ bị sụp nha mọi người, tiếng lộ sụp lúng hết trơn là mới sụp cái đọp luôn, nóng hổi luôn nha mọi người. Đó, sụp nghiêng cây luôn nè. Còn bây giờ bà con không có đường đi luôn nè, phải bò phía trong nè, chạy xe phía trong nè, bây giờ kẹt đường luôn nè mọi người. Ở đây thì mấy chú chủ đất là dọn đường để cho bà con đi nè, chứ bây giờ là không còn đường nữa mà đi, sụp đứt hết trơn cái nền lộ luôn rồi. Vứng bỏ cái mai luôn để cho bà con đi nè, thấy không? Tội nghiệp chú ha mọi người, bứng cây mai nè để cho có cái đường để cho bà con đi lại nè. Giờ vẫn đem giờ vô trong ha, rồi để bàn cái đường này ra cho nó bằng để cho bà con đi.